Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị và các bạn yêu hoa phong lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là phiên bán hàng buổi sáng ngày 7 tháng 12 2021 ạ. Em sẽ lên video chia sẻ cho quý cô chú anh chị những mặt hàng rừng nhà em vừa mới cập bến ạ. Quý cô chú anh chị đặt hàng với em có thể liên hệ qua số điện thoại 0961 589 753, hoặc là mình có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại em vừa cung cấp đấy ạ. Đơn hàng từ 300.000 trở lên thì bên em sẽ tặng một phần rêu ạ. Và để không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị nữa thì em xin phép được giới thiệu chi tiết từng hình lan luôn ạ. Đầu tiên là hình hình số 1. Hình số 1 là cây nhện xanh ạ. Hình số 1, mã số 1 em bán với giá là 120.000 ạ. Có một phần nhện xanh rất là đẹp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hình 1 có 10 cây ạ. Hình 1 120.000 ạ. Tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 em có hài gấm, cũng là một combo, có hài gấm, có thanh đạm sữa và số cây lan lọng. Đây ạ, lan lọng khá là đẹp. Và có cây lan cẩm cù, lan cẩm cù có hoa nó hình tròn. Đẹp lắm ạ. Hình số 2. 150.000 ạ. 150.000 cho hình số 2. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 cũng 100.000. Ở hình số 3 thì có thanh đạm sữa, có vanda hương chanh, hoàng thảo long nhãn ạ, ba loại lan và một phần combo, một phần rêu ạ. Hình số 3 100.000 ạ. Tiếp theo là hình số 5. Không có hình số 4 ạ. Hình số 5 thì sẽ có một ít lan lọng. Có lan lọng, có cây ba cây nhện xanh. Có vanda hương chanh này. Hình này có khá là nhiều lan ạ. Nhiều lắm ạ. Hình này là hình số 5. Em chia sẻ với giá là 120.000 ạ. 120.000 cho hình số 5. Tiếp theo em có hai cây đại lan Huệ Đồng. Đấy, cây nó rất là to đẹp. Hình này có hai cây, em sẽ bán với giá là 140.000 ạ. Đây, lá rất là cứng cáp. Tiếp theo là hình số 7, em có một khúc căn diệp nguyên bản ạ. Hình này là đẹp miễn chê luôn ạ. Hình này ra hoa thì thôi rồi ạ. Hình này là em chia sẻ với giá là 550.000. Quý cô chú anh chị, các bạn nào ưng thì có thể liên hệ với em ạ. Quá đẹp ạ. Đấy. Treo lên ra hoa thì trời ơi. Bên dưới này mắt nó ở bên dưới cũng có luôn. Mắt to lắm. Tiếp theo em chuyển sang hình số 8. Hình số 8 là cũng cây can diệp 130.000. Có rất là nhiều mắt. 1, 2, 3, 4, 5. Ôi nhiều lắm. Em không đếm đâu. Hình số 8 130.000 ạ. Quá là nhiều. Tiếp theo là hình số 9 cũng 150.000. Cũng có rất là nhiều mắt. Đấy. Nhìn vậy thôi nhưng mà ra hoa đẹp lắm đấy ạ. Hình số 9, 150.000. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hàng hàng vườn. Đầu tiên sẽ là cáo. Em có một giò cáo rất là đẹp, có 4 cây. Hình này em bán với giá là 140.000 ạ. Thì rất là xanh đẹp, khỏe đẹp ạ. Tiếp theo là hình số, sao lại mình lại ghi lộn xin đấy. Hình số 9, hình số, hình số 9, đây là hình số 10. Hình số 10, 140.000 ạ. Tiếp theo là hình số 11, 150.000. Đẹp. Khá là nhiều cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cây ạ. 6 cây, hình số 11, 150.000. Tiếp theo hình số 12, cũng 150.000. Có 1, 2, 3, 4, 5 cây. 5 cây khỏe đẹp. Tiếp theo là hình số 13, cũng 150.000. Chậu này cũng rất đẹp, có nhiều cây. Tiếp theo là 10, 1, 2, 3, 4. Hình số 14, hình cáo cuối cùng, cũng có giá là 150.000 ạ. Giờ này là đẹp nhất luôn ạ. 1, 2, 3,
4, 5, 6, cũng có 6 cây. Nhưng mà giò này đẹp hơn nhiều luôn ạ. Dạ vâng. Những quý khách nào mà mua hàng bên em thì những đơn hàng nào mà từ 300.000 trở lên ấy, thì bên em sẽ tặng một phần rêu như đây ạ, như hình đấy. Vâng, em cảm ơn ạ.